Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Entega nha. Kênh mình chuyên hướng dẫn ha. Thì cái này là tuy đơn giản nhưng mà để mình hướng dẫn cho những anh em nào, những bạn nào hay những anh chị cô chú bác nào chưa biết ha. Thì làm sao để mình xác định được cái chiều hút và cái chiều đẩy, có nghĩa là thổi hoặc là hút. Bây giờ cái quạt này là mình muốn nó hút, có nghĩa là cái này nó đặt ở dưới này, cái này là lên phía trên, cái này quạt mình muốn nó đặt lên trên trần nhá, để nó hút cái không khí nóng ra. Làm sao mình biết cái chiều quay của nó? Là cái đây một cái động cơ mình cuốn lại nhá, mình cuốn lại này, mình đấu lại thì làm sao mình biết được cái chiều quay để cho mình cho đúng. Thì bây giờ anh em xác định chiều quay, mình không dùng phương pháp là mình nói tôi thử lại nha, tôi chỉ cần xác định một lần là mình biết là quay đúng quay chiều nào thì nó sẽ hút và quay chiều nào sẽ đẩy. Thì nguyên lý như vậy này, nếu mà nó quay chiều này, anh em thấy cái cánh nó nghiêng không? Nếu mà nó quay chiều này là không khí nó sẽ bị đẩy lên phía trên nha. Quay chiều này là không khí đẩy lên phía trên thì nó là trở thành cái quạt hút. Còn mà nếu mà anh em để chiều này là không khí nó sẽ chém không khí, đẩy không khí xuống phía dưới nha, thì nó trở thành cái quạt nó thổi ha. Dựa vào căn cứ cái quạt thì mình để mình làm mình cho cái chiều đúng. Nếu mà nó quay cái chiều này là cái chiều cùng chiều ngược với cái đồng hồ là nó sẽ là quạt hút, mà nó quay ngược với cái thuận với cái đồng hồ là chính là quạt thổi nha. Mà cái mục đích của cái quạt này là chính là quạt hút. Thì bây giờ nó sẽ anh em xem nha. Đây cắm vô nha, bây giờ nó sẽ là quạt hút á. Bây giờ anh em gió rất là mạnh, đây mạnh á, nó bay nữa, bay luôn, nó bay luôn á. Ok nhá, là video này tuy đơn giản nhưng mà cũng làm để trợ giúp ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.